Xin chào các bạn trở lại kênh của Tính Mạch TV. Thì lần đầu tiên mình xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Thì hôm nay mình pha sữa cho hai đứa con của bé chó mật nó uống thêm các bạn. Thì cho mẹ mật thì nó có hai đứa nhưng mà nó hình như nó bị yếu sữa. Thì mình cho nó uống phụ. Thì bây giờ nó hai đứa con nó cũng mở mắt rồi. Chắc có nghĩ mình nó cũng có một răng rồi các bạn. Bây giờ mình quay ống kính lại cho bạn xem. Đó thì nhà mình thì liêu tiêu đó. Đủ thứ hết các bạn ơi, đủ thứ thành phần hết á, chỗ nào cũng có, đi phá hết cái này tới chỗ kia. Cái thao mình thường để dưới đất đó, bây giờ phải kê cục gạch lên là để nó vừa tầm cái nó chua nó ngọ trong á. Này nè, có bụng nó nè, toàn chân bụng cóc không à, mới cho ăn xong, mới ăn xong hết rồi giờ không biết làm gì, tập thể dục cho nó ốm. Đồ chơi thì xé nó tan nát rồi, tha đi đâu cũng không biết nữa. Ở đây nè con hai khúc đó là hai phần của một con gà đó, đồ chơi đó. Rồi bây giờ mình pha sữa rồi, mình dùng cái ống tiêm của mình bơm nhẹ nhẹ cho bé con của nó uống các bạn. Ê, không phải của hai anh đâu nha, đi theo nha. Hai bé đó. Trời ơi. sao chỗ này? Chỗ khác giùm cái mấy bà. Tôi đặt xuống cái là tụi nó xử hết đồ sữa uống sữa của người ta. Thôi mấy bà. Đặt sữa vô đây cái gì mày đặt nhảy vô à. Mê lắm. Thôi để lấy sữa cho hai đứa nhỏ nó uống các bạn. Xung quanh mình đủ thứ á. Mẹ ké nữa, mẹ chỗ khác. Rồi mẹ ké nữa, mẹ đi khác đi, mẹ đi chỗ khác đi. Chỗ con uống. Gần. Đây, tôi bé đen.
Không. Chùm luôn. Mấy anh đứng xung quanh mình đầy nhóc luôn các bạn. Mẹ mặc thèm không, lát cho mẹ mặc uống nguyên ca luôn kìa. Rồi mày mặc vào. Mày mặc thèm lắm. Ừ, cho mày mặc hết luôn nè, uống đi. Ừ, uống cho con no cho mau uống. Ừ. Mình pha nước nước nóng với nước lạnh qua thành nước ấm ấm các bạn. Này coi. Uống vô cho có sữa, tại cái sữa này có tác dụng là cho mẹ mới đẻ với con mới đẻ các bạn. Mẹ mới đẻ thì kích thích cho ra sữa, còn mấy đứa nhỏ thì tăng sức đề kháng, và trong đây nó cũng có kháng sinh các bạn đó. Cái bữa nào đẹp trời giặt cái tấm thảm rồi kìa. Ê, hàng đá. Rồi từ lưa thằng luôn nè. Quẩy bánh cả nhà lòng luôn. Ê, địa phận của chị nha, đừng có lại ghẹo chị nha. Quậy phá ở tứ tung.
Con mập nó đèn ốm nó ngủ rồi các bạn. Nó lại gẹo gẹo hai em đi. Nhà chó Hà luôn mà không nghe tiếng sủa. Nó ăn xong nó ngủ ráo à. Nghêu ngao nghêu ngao. Thôi xin tạm dừng video tại đây các bạn. Tới giờ ngủ trưa của tụi nó rồi, mình cũng xin tạm dừng luôn. Thôi xin tạm dừng video tại đây các bạn. Thì chúc các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha các bạn. Thì để hẹn các bạn vào video kế tiếp. Thôi xin chào.